đạp nó hay lắm các bạn. Đồ đạc thường ngu à, nghe là cành cành tiếng nhỏ nhỏ rồi chứ không có lớn nha. Thì lấy lúa rất là đạt nè, 64, 63, 64, 60 nè ơi. Tới phần nữa đứng anh em ơi, sập nhiều hơn đứng. Rồi khúc này sập chỉ mới giữ anh em nè. Đó, mình để lại những khúc sẹp quay các bạn coi nè. Khúc này hồi nãy nó nghiêng nè anh em. Rồi, ghê lắm. Rồi bên kia con 70 ha, bên đây 100 đang chiến lúa ngã nè em ơi. Ngã nằm nước luôn, định chào chào. À, quá sập anh em, thấy không nè, quay dưới à. Đó. Quá trời luôn. Hồi lúng anh em, qua cua 100 quần chặn ngay nữa kìa. Rồi chạy tịnh chào chào anh em. Nghiêng qua lúng à. Quá nghiêng ngang, nghiêng qua nghiêng lại. Cứ hết chỗ này như chỗ máy cài quậy gì các bạn ơi. Đây, một khúc này nó đứng lại nè, chạy nè. Máy này chạy chắc chạy cũng độ zin hay gì các bạn ơi. Cũng không có giọt cho máy, nhưng mà cái hàm nó rất là to á. Nhưng mà chạy bánh 9, bánh 10 vô đây chạy cũng không ngon con em. Tại vì quá lúng nè anh em ơi. Nay trời nó bu quá các bạn ơi. Trời này muốn vô quá, pháp nhiệt đế vô bão vậy các bạn, may quá may.
hay không ngưng á. Quá sẹp và tôi cút sẹp các bạn ơi. Sẹp nói chung là kinh thiên động địa, sẹp mà còn nằm nước nữa anh em. Mùa nay nói chung lúa có giá nhưng mà bão rồi mưa sập thắt bát anh em ơi. Có chỗ cắt không được luôn các bạn ơi. Thôi mà chú Bụng mới chỉ ra lúa. Máy này chích nó rất là dài anh em, 58 và 5 tấc 75, nặng thì nặng 4 tấn mấy, bởi nên nó đóng cộng xích quá khá to đấy các bạn. Rồi ghe cho bỏ lúa các bạn ơi. Như đóng gần nữa gì các bạn ơi. Ở bên sườn luôn kìa. Cao ghê không? Hạ sườn rồi các bạn. Đó, đang chiếm cú sập anh em. Chạy gần tiếp các bạn ơi. Rồi, chạy mà lớn xịn luôn á các bạn ơi. Nghiêng nè. Ý con này là hay cái đòi nhờ cái bên hàm nè các bạn, mà nó chạy còn bị nghiêng qua nghiêng lại các bạn ơi. Hay là cái này hay tới bên sườn chứ lộn. Bên sườn là nó nghiêng qua bên nào là nghiêng bên đó đó. Mà còn quất gắt giả nữa các bạn. Hồi lúc thì tổ thì hàng nào cũng tổ, đâu phải máy đời mới là ngon đâu anh em. Ghê không? Chứa được nhiều bao lắm nè các bạn ơi. Đó, lúa sẹp mà chứa gì cũng dữ lắm anh em, cũng cái này cũng nhị 6-7 bao gì đó các bạn ơi. Con máy này chứa chắc cũng được nhiều lắm, biết là chứa chuyên nghiệp với các anh em. Còn máy này chắc không phải chuyên nghiệp, thấy bao chắc cũng không có đẹp đẹp các bạn. Nhưng mà này không cần chứa chuyên nghiệp, chỉ cần chứa sơ sơ đang bỏ thôi chứ, cái này không cần chắc cây chắc bọng các bạn ơi. Này chạy được cái gò bỏ thôi.